Xin chào quý vị khán giả. Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác. Mỗi ngày trôi qua thì chúng ta có rất nhiều những tình huống bi hài khó đoán xảy ra trong đời sống hàng ngày cũng như trong quá trình tham gia giao thông. Và cũng giống như tên gọi của chương trình, những tình huống sẽ được truyền tải với một góc độ nhẹ nhàng, hài hước, nhưng cũng mang trong mình một thông điệp cảnh giác không bao giờ là thường. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng với Minh Hiếu đến với tình huống ngay sau đây. Không quen đường, không chú ý biển báo cũng là lý do khiến nhiều tài xế bị lỡ lối ra hoặc lối rẽ trên đường cao tốc. Và vì không muốn sửa sai bằng việc phải chạy xe tới lối ra tiếp theo, nhiều tài xế đã liều lĩnh cho ô tô đi lùi hoặc thậm chí quay đầu đi ngược chiều trên đường cao tốc. Điển hình như tình huống sau đây, Minh Hiếu bắt quả tang một chiếc ô tô đi lùi trên cao tốc. Đặc biệt là trong mùa mưa như thế này, tầm quan sát bị hạn chế nên hành vi đi lùi trên cao tốc như vậy là điều vô cùng nguy hiểm. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo đó, tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ô tô có gắn camera hành trình di chuyển dưới trời mưa tầm nhìn hạn chế thì bất ngờ gặp một ô tô thản nhiên bật đèn khẩn cấp đi lùi. Rất may tài xế đã chủ động giảm tốc độ, kịp thời tránh né, tránh được va chạm với xe đang đi lùi. Hành vi đi ngược chiều hay đi lùi trên cao tốc hết sức nguy hiểm, nguy cơ tai nạn luôn rình rập bởi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Chà, hành vi đi lùi trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng do các xe đều chạy với tốc độ cao. Tài xế dễ bị bất ngờ, lúng túng không kịp xử lý tình huống khi gặp xe đi lùi hoặc ngược chiều trên đường cao tốc, nhất là khi trời mưa hoặc trời tối. Tầm quan sát bị hạn chế dễ dẫn đến tai nạn lắm rồi nha. Theo Minh Hiếu được biết thì hành vi này có thể bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng chứ chẳng chơi đâu quý vị. Thưa quý vị, không hiếm các trường hợp cứ tiện là tạt ngang sang đường bất chấp các xe đang chạy phía sau. Kiểu đi đường như vậy nha là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn. Một tình huống đã được chia sẻ gần đây đã cảnh báo tới rất nhiều người về mức độ nguy hiểm của hành vi này. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, lúc này trời mưa, một người dân đi xe máy có ý định băng qua đường nhưng pha quay đầu xe chuyển hướng thì lại thiếu đi tất cả những biện pháp an toàn cho bản thân mình. Kết quả người đi xe máy bị ô tô tông trúng băng ra đường. Tình huống thực sự là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Dù đi phương tiện gì, khi qua đường cũng cần phải cẩn trọng, giảm tốc độ, quan sát kỹ phương tiện từ các hướng để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Quý vị có đồng ý với chương trình hay không? Câu chuyện đi qua đường tưởng chừng như là chuyện đơn giản khi tham gia giao thông hàng ngày thôi, nhưng mà thật sự đã có quá nhiều vụ tai nạn xảy ra cũng chính vì kiểu đi qua đường bất chấp như vậy. Khi muốn sang đường hay là qua đường, người điều khiển xe máy cần phải giảm tốc độ, bật xi nhan, đồng thời quan sát phương tiện cùng và ngược chiều. Khi đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện khác thì điều khiển xe sang đường. Bên cạnh đó, cần phải tránh qua đường theo kiểu thụt lùi nè, tiến nè, rồi lại lùi, vân và vân vân, khiến các xe đang lưu thông không biết phải né tránh hay nhường đường như thế nào nữa đó. Thưa quý vị, việc nhường đường khi tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc thể hiện ý thức của các tài xế mà còn được quy định rõ ràng luôn đó quý vị. Ấy vậy mà các bác tài xe tải trong tình huống sau đây, Minh Hiếu không biết là vô tình hay cố ý, mà thay vì dừng lại nhường đường cho các xe đi thẳng, tài xế xe tải trong tình huống sau đây lại cố tình nhấn ga cho xe tiến sang phần đường đối diện, khiến chiếc container phải khó khăn đánh lái để tránh né và sự cố đã xảy ra. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị xem clip ngay sau đây. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng trên tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tại nút bở cho phép các phương tiện chuyển hướng, chiếc xe tải màu trắng có ý định quay đầu. Lúc này phía chiều đường ngược lại đang có khá nhiều phương tiện đi tới, trong đó có xe container màu đỏ. Thay vì dừng lại nhường đường cho các xe đi thẳng, tài xế xe tải lại cố tình nhấn ga cho xe tiến sang phần đường đối diện, khiến chiếc xe container phải khó khăn đánh lái để tránh né và lao vào vỉa hè bên phải. Được may mắn, tài xế xe container đã ra tín hiệu cho người thợ làm lốp bên đường kịp thời rời khỏi vị trí nguy hiểm, tránh được tai nạn đáng tiếc. Các bác tài xế ơi, tình huống vừa rồi cũng là một bài học kinh nghiệm dành cho các bác tài khi tham gia giao thông. Chú ý quan sát và chậm lại vài giây thôi để nhường đường khi gặp phải tình huống tương tự như thế này cũng là cách để bảo vệ bản thân mình.
và những người cùng tham gia giao thông tránh khỏi những tình huống tai nạn không đáng có. Hãy luôn ghi nhớ, an toàn giao thông là không tai nạn và an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người và bà con. Tạm gác lại những tình huống giao thông đầy hiểm trở vừa rồi, Minh Hiếu mời quý vị cùng nâng cao tinh thần cảnh giác với tình huống ngay sau đây. Cụ thể là được giao nhiệm vụ trong coi kho, nhiều người dân đã quá ngủ say để kẻ trộm lẻn vào. Chắc là trong ngày phải làm việc quá mệt mỏi rồi nên nhân vật trong tình huống sau đây đã ngủ quên mất nhiệm vụ trong coi kho của mình mà để trộm đột nhập vô gây mất tài sản, thì cái kết chắc là mệt mỏi lắm đây. Vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng tại khu phố 5, phường Phú Đại 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm trong kho có người ngủ lại nhưng lại ngủ say không hay biết điều gì. Ngay sau đó, một đối tượng đã đột nhập vào trộm đồ. Tên này đã lấy đi 3 chiếc điện thoại trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ôi cha cha, cái giá để phải trả cho một giấc ngủ quên trị giá 20 triệu đồng. Trời ơi, dù là tổng thiệt hại của 3 chiếc điện thoại không cánh mà bay, còn theo tên trộm nữa, thiệt là tội nghiệp cho khổ chủ. Phải chi có thêm một chút cẩn trọng thì có lẽ là tình huống này đã không xảy ra. Minh Hiếu chỉ nghĩ tới cảnh sáng dậy khổ chủ phát hiện mình bị mất tài sản thì thiệt là đau buồn. Tuy nhiên, với những vụ trộm như thế này thì bà con cần báo ngay cho cơ quan chức năng để biết đâu mình có thể tìm lại được tài sản đã bị mất chứ. Bên cạnh đó, hành vi trộm cắp cũng sẽ bị xử lý thích đáng. Bà con ơi, tình huống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác ngày hôm nay. Mong rằng là với những video của chương trình sẽ giúp mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày nha. Để không bỏ lỡ các tập phát sóng của chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác, cũng có thể mời bà con xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền Hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì Minh Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con.